Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code Login. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ cái nốt ở ở trên cái browser. Mình sẽ dùng cái thư viện là P5, JavaScript, cái ngôn ngữ là JavaScript. Thì mấy cái nốt là giống như mình học mấy cái cây nhị phân rồi nó mấy cái tree rồi này nó lên list rồi này nó có mấy cái nút tròn tròn đó, nó có mấy cái value số ở trong. Ok, rồi hôm nay chúng ta làm cái đó thử coi sao nha. Rồi trước nhất là mình vô cái website ha, cái kênh Code Login ha. Mình vô cái playlist danh sách phát, mình Control F để mình tìm P5. Thì nó có cái C20 là cái danh sách phát cho cái thư viện P5 JavaScript Library. Ok, mình view full playlist. Mình sẽ thấy có rất là nhiều. Thì khi bạn nào chưa biết về cái này thì mình vô mình coi, mình coi có chút xíu thôi để mình biết được làm nó làm sao thôi. Ok, rồi chứ không phải cần phải coi hết cái này đâu. Cái nào mà mình ưng thì mình làm thôi. Thì hôm nay hướng dẫn nó cũng đơn giản thôi cho nó nhanh chóng. Rồi coi như là chúng ta bắt đầu nghe. Rồi trước nhất chúng ta sẽ dùng cái VS Code không. Thì giống như mấy cái video trước hồi nãy mình mới giới thiệu đó, là giới thiệu thì mình có cái index.html trước. Thì cái này á, mình sẽ giống như là, để coi mình làm lớn lên đi. Đó, mình sẽ bao gồm hai cái P5, thư viện P5 giống như JavaScript bình thường thôi. Thì cũng có hướng dẫn mấy cái video đầu rồi. Rồi mình sẽ bao gồm hai cái script mình sẽ viết, đó là node.js, node.js, js với lại main.js. Rồi thì trong cái main đó mình làm cái gì? Thì giống như mấy cái video kia mình cũng có cái phần setup với cái phần raw. Hai cái function này là hai cái function chánh. Ok. Rồi. Còn cái node là cái gì? Cái node nó là một cái class. Không? Khi mà các bạn chưa biết cái class đó, thì mình cũng nên học, vì mọi thứ bây giờ nó đều là class. Thì nó có cái constructor, ví dụ như mà nó có cái giá trị, ví dụ như mình vẽ cái ô vòng tròn nó có giá trị 5, 7, 8, 9, 10, 11 gì đó. Thì nó có tọa độ x, y. Ví dụ như mình cái nốt mình muốn vẽ vòng tròn thì mình có cái bán kính, radius. Mình muốn cái column màu gì, rồi mình muốn cái tức là cái con số giá trị này nó màu gì, rồi mình muốn cái background nó màu gì. Đó, rồi mình gán ngay mỗi cái giá trị cho cái object hay là cho cái class. Cái object tên là nốt, ok. Rồi mình sẽ cung cấp một cái raw function. Mình chưa biết làm gì hết, nhưng mà mình cung cấp đó là như vậy. Cái sườn nó là như vậy à. Rồi thì ở trong main á, thì giống như mấy video kia thôi. Mình tính giống như cái này là nó làm sẵn JavaScript sẵn cho mình. Mình tính cái chiều rộng với chiều cao à. Rồi mình sẽ tạo một cái canvas. Mấy cái video mình kia mình nói hết trơn rồi. Ok, mình quay lại nè. Ví dụ giới thiệu vẽ nó làm chuyển động nè. Đó là mấy cái đó đã nói rồi. Chưa biết thì coi lại à. Frame rate đó là cái rate này á, là một trong vòng một giây á, nó vẽ thí dụ như bình thường nó là 30 lần. Thì bây giờ mình làm một thôi để cho nó đơn giản. Rồi mình cho cái background là màu này ha. Thí dụ như mình background là mình màu đen á, ví dụ như mình không. Rồi mình để đây cái mình view open with live server. Đó, thì khi mà mình open with live server thì nó mở cho mình cái trên đây ha. Đó, nó cầm màu đen này, thấy không? Ok, thì bây giờ đó mình để lên màu trắng. Mình save lại thì nó đổi cái background là màu trắng. Đó, cái đó là cái bước chuẩn bị của chúng ta. Rồi thì bây giờ tiếp tục không? Bây giờ mình tiếp tục là ví dụ như mình vẽ một cái thôi. Ok, thì để mình giải thích. Giống như là mình cái này là mình tự viết một cái giống như lấy một cái số ngẫu nhiên giữa từ điểm A tới điểm B, thí dụ như nó từ 5 tới 10 thì mình lấy số 5 tới số 10. Thì đôi khi nó có số 5 đôi khi số 10 thì mấy cái đó nó không quan trọng lắm, cho nên mình cũng không cần phải kiểm tra cho nó kỹ ha. Đại khái mình dùng cái thư viện math này mình lấy về nó ra 0 với 1, 0 cho tới 1, ví dụ 0.1.2 vậy đó. Mình nhân cho đại khái cái giá trị của hai này trừ nhau, rồi mình cộng với cái bên tay trái thì mình ra con số. Nói chung là đại khái nó lấy một số ngẫu nhiên từ điểm A tới điểm B không? Rồi đơn giản vậy đấy. Rồi thì trong cái raw này á, tức là cái frame rate này á, nó sẽ gọi một giây, nó gọi một lần không? Thì nó gọi cái này một lần nè, tự động nó gọi. Thì mình lấy cái bán kính ngẫu nhiên không? Ngẫu nhiên mình nói từ 20 đến 100 đi, cho tao cái bán kính ngẫu nhiên. Ok. Rồi cái mình nói cái nốt
mình nêu cái nốt của mình hồi nãy như mình nói, đã nói điểm mình định nghĩa đó, nó có cái giá trị, cái điểm x y, cái radius, cái color, ha. Những cái nào mình để đây á, nếu mà mình không có đưa vô thì tự động nó sẽ gán cái giá trị mặc định, ha. Rồi thì bây giờ mình đưa vô này, mình coi cái giá trị này, mình nói lấy cho tao từ số 1 tới số ngàn đi, là thí dụ như vậy. Rồi cái mình nói cái random nè, mình nói ok, bây giờ cái điểm x mình lấy từ cái giá trị cái radius chia lại cái chiều rộng của cái màn hình đó, giống như cái màn hình từ đây đến đây nè, ha. Thì mình lấy cái đại khái, mình trừ bớt để cho nó cái vòng tròn á, nó đừng có nằm, nó còn có nửa vòng tròn, ha. Mình muốn nguyên cái vòng tròn đại khái, ý tưởng là vậy thôi chứ không có gì mà ghê gớm. À, cái đó là điểm x, điểm y cũng vậy, thì mình lấy chiều cao, ha. Rồi còn cái tham số thứ ba đó là radius, là mình cũng lấy số ngẫu nhiên luôn. À, ngẫu nhiên nè, mình lấy từ 20 đến 100, ok. Rồi mình nói cái nốt đó ơi, mày gọi cái function là vẽ cho tao, đó, thấy không? Tại sao mà sao cái no loop, tức là nó vẽ cái rồi nó ngừng, ok. Rồi đơn giản cái chương trình như vậy. Thì khi mình làm, mình phải làm cái kiểu giống như vậy nó mới được. À, các bạn chưa có rành cái cách mình làm thì mình cố gắng làm theo cái kiểu này, ok. Cái kiểu này nó gọi là top down design, đó là thiết kế từ trên xuống. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình chui vô, ok, cái object hay là cái class node này, mình khi mình create nó cung cấp cho mình một cái function, là một cái chức năng raw. Mình chỉ biết raw cái gì nhưng mà mình biết nó raw. Ví dụ như mình nói console.log, mình nói raw, không? Rồi mình save. Khi mà mình save mình coi bên đây ha, các bạn thấy không? Nó gọi raw một lần, không? Nếu mà mình không dừng nó sẽ gọi raw hoài. Ví dụ như mình không dừng, mình save nè, thì nó sẽ gọi raw ha, một giây nó gọi một lần đó, ok. Thì bây giờ mình làm giống như tạm, thì mình làm gọi một lần thôi, coi nó không, nó gọi một lần rồi nó ngừng, ok. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái thư viện PiFi, rồi mình muốn vẽ cái gì, mình muốn vẽ cái vòng tròn đúng không, thì bây giờ mình vô trong Google, mình đánh, ví dụ như mình đánh PiFi raw, đơn giản thôi, raw circle ha, là nó sẽ hiện ra, ok. Cái đường dẫn thì mình đi tới đây, thì cái circle nó gọi là vậy nè, mình nói ok, có tọa độ với lại cái tham số thứ ba là nó tham số đường kính, không, bởi vì mình là bán kính thì ok cũng được, thì mình gọi gấp hai lần thôi. Rồi để mình copy cái code qua, thí dụ như cái circle nè, copy qua các bạn để đây. Đó là mình draw cái circle tại cái điểm x này, y này, cái radius nhân 2 là mình nó cái đường kính, mình save. Đó, nó thấy nó vẽ không? Ví dụ mình save lại, mình refresh lại thì nó vẽ ngẫu nhiên, không? Ngẫu nhiên một cái vòng tròn nó nằm bất cứ cái chỗ nào, không? Và nó tùy theo cái radius đó là cái mình muốn. Ok, thì bây giờ đó, mình muốn thêm cái background nữa đó. Thì bây giờ đó, ok, mình sẽ gọi một cái function cũng mới nó cung cấp cho mình ở trong cái PiFi, nó gọi là fill, ok. Thì mình nói ok, vẽ với cái background này cho tôi. Khi mà mình không được làm gì hết thì nó vẽ cho mình màu xanh, mình save lại thì các bạn thấy nó màu xanh đó như mình muốn, không? Còn cái đường viền này ngoài á, mình muốn màu trắng á, thì mình vẽ màu trắng, không? Thì màu trắng đó là mình gọi là ví dụ như màu xanh luôn, mình nói ok, cây viết chì thì nó gọi là cái viết chì là stroke, là cây viết chì, mình nói mình cho thẳng nó màu xanh luôn, thì mình save thì mình sẽ thấy nó hiện màu xanh luôn, ok. Rồi cái đó là coi như là chúng ta đã hoàn thành vẽ một cái vòng tròn, ha. Thì ví dụ giờ mình muốn vẽ thêm cái vòng tròn nữa đi cho nó ngầu được, mình copy thêm lần nữa đó, thì giống như này. Ồ, thì cái stroke width mà cái quy này á, tức là khi mà mình tra cứu bên cái thư viện này nè, thì nó cung cấp sẵn cho mình, tức là mình nói cái cây viết chì của mình dày bao nhiêu đó, thấy không? Mình nói dày một thôi, ví dụ như dày 10 thì nó vẽ 10 đại khái vậy, mình xếp lại mình thấy cây viết chì nó sẽ dày 10 đó. Rồi ví dụ như mình nói marine vậy, mình vẽ nè cái đường kính của mình hơn 4 cái pixel đi, giống cái này thôi, đúng không? Thì mình sẽ thấy hai cái vòng tròn đó, để làm chi, để mình thấy cho nó đẹp hơn thôi chứ chả cái gì, ha. Rồi ok, bây giờ nếu mà chúng ta bên đây á, chúng ta trong vòng một giây chúng ta vẽ ví dụ như 20 cái vòng tròn đi, rồi nó sẽ ngừng, thấy không? Mình save cái nè, thì các bạn thấy nó chạy có một lần rồi chứ. Bây giờ mình ngừng, tạm ngừng đi, thì nó sẽ vẽ hoài luôn nè, thấy không? Đó, nó vẽ vòng tròn
Đó. Giờ mình cho nó tạm ngừng đi. Ok. Rồi. À rồi thì bây giờ đó mà giả bộ mình nói không có cho tạm ngừng nha. Bây giờ đó mình nói trong vòng một giây mình đừng tạm dừng. Giây nó vẽ một vòng tròn thì các bạn sẽ thấy một nè, hai nè, ba nè, đó nó sẽ tự động vậy. Bây giờ mình muốn vẽ cái giá trị ở trong thì mình làm sao? Ok, thì trong nó có cái giống như là mình sẽ bỏ trong đây luôn, để mình bỏ trong đây luôn rồi mình sẽ giải thích. Cũng dùng cái cây viết chì không, mình nói ok cái màu nền, ví dụ cái màu 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 chữ, ví dụ như mình nói cái color nè, mình đưa vô, ví dụ mình không đưa vô thì nó vẽ màu trắng, mình muốn đưa màu khác thì vẽ màu khác. Rồi mình nói ok bút chì của tao nhỏ thôi, 0.1 thôi ha. Rồi mình nói cái kích thước của cái phần chữ là 20 đi đó, mình tô đậm cái chữ 20 đi. Mình phải gọi cái text align này cho nó center ha. Nếu mà mình không vẽ center, ví dụ như mình bấm này đi. Rồi mình nói text là tự động nó vẽ, nó viết ngay cái giá trị này, cái con số gì đó, ngay cái điểm x y, ví dụ như mình xem lại thì các bạn thấy không, đó nó sẽ vẽ ngay chân ở giữa, nó vẽ ra thấy không đó. Rồi bây giờ mình nói text lại center, center có nghĩa là tự động nó center cho mình đó, nó ngay ở giữa đó, các bạn thấy không đó. Thì cái ý cuối cùng của chúng ta làm là nó sẽ là như vậy. Rồi thì bây giờ đó mình cho nó nhanh chút xíu thì mình cho một giây nó vẽ năm hình đó, thì gần thấy nè, tự động cái này nó là nó ngẫu nhiên đó. Ok rồi, ok thì coi như là chúng ta đã hôm nay chúng ta đã hoàn thành vẽ được ngẫu nhiên một cái vòng tròn mà nó có cái giá trị ngẫu nhiên ở phía bên trong không. Mình làm chậm lại đi cho nó này nó nhanh quá, thì khi mình ví dụ như một giây nó vẽ hai hình thôi không. Đó. Wow, hai hình nó còn nhanh nữa, mình nói một hình này. Rồi, tức là mình nói là một cái nốt đó, một cái nốt mình vẽ vòng tròn đó. Thật sự một cái nốt mình thay vì mình vẽ vòng tròn, mình muốn vẽ vòng cái hình vuông cũng được, rectangle cũng được. Đại khái cái ý là toàn quyền của mình thôi. Rồi mỗi cái nốt nó có một giá trị. Thì khi mà mình làm cái cây nhị phân hay là mình làm cái link list, danh sách liên kết đâu đó, đại khái mình muốn được cái con số bên trong. Rồi có cái khung ở ngoài đại khái như vậy mà vẽ bất cứ chỗ nào ở trên màn hình. Ok thì cái đó là mình sẵn sàng như vậy. Ok đô, rồi thì coi như là cái video này và mình hướng dẫn cho các bạn làm vẽ từng riêng từng cái nốt như vậy. Thì mình cái này là mình thiết kế từ ở dưới đi lên tức là bottom up. Tức là mình vẽ một cái nốt trước rồi sau đó mình dùng cái đó mình chuẩn bị cho vẽ những cái cây nhị phân rồi này nọ, giống như cái kiểu mà mình chế ra viên gạch trước vậy đó, rồi từ từ mình đem ra thị trường mình bán, rồi người ta dùng cái viên gạch người ta xây nhà. Thì cái video kế mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ví dụ như vẽ một cái cây giống như vậy đúng không? Cây nhị phân không? Nó có một con số bên tay trái thì nhỏ hơn bên tay phải, đại khái nó sẽ đi như vậy không? Thì khi mình random lại thì nó đại khái nó như vậy. Thì mình dùng cái mà mình hôm nay mình mới vừa vẽ đó thì mình áp dụng vô cái cây nhị phân, tức là binary search tree đó, để mình vẽ cái này. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này. Rồi bye bye.